cắt cho Su Su ăn nhá. Mà mỏi tay thế, mẹ không thể cắt được. Cổ vũ mẹ nào, hoan hô cổ vũ mẹ đi. Giỏi quá. Mẹ cắt xoài cho ai ăn đây con? Cắt cho ai ăn nhỉ? Cắt xoài cho Su Su ăn. Cắt cho chị Bình ăn cùng không con? Thế á, chị Bình không được ăn mà con. Chị Bình đi đâu nhỉ? Đi làm, đi làm. Đi làm để làm gì thế con? Kiếm tiền à? Kiếm tiền để làm gì mà nhiều thế con? Để làm gì nhỉ? Tiết kiệm. Ôi trời, ngon không con? Lai không con? Lai như nào? Wow, ngon quá. Wow, mẹ có được ăn không ạ? Mẹ ăn cái đây. À, thôi con ăn đi. Wow, con ăn quả gì đây? Bà thôi. bà có xoài không? Không có rồi. Chỉ có ai có? Mẹ có. Lai luôn. Lai luôn không con? Chỗ ăn nhem nhem ông bà, ăn nhem nhem ông bà. À, cái trò. Ăn cứ ăn đi, tí rửa tay sau. Tí rửa tay một thể. Ăn gọn gà mẹ xem nào, có ăn bẩn lắm. Không phải mút này rồi. Cắn cả miếng đi con, mẹ gọt vỏ rồi, ăn lần lượt đi sao lại ăn kiểu như thế. Đúng rồi. Like không? Có like không? Mẹ chả thấy Su like đâu. Không ngon à con? Không ngon à? Con chỗ bà. À ngon mà. Chua không con? Con gặp bà. À ngọt mà. Mẹ tưởng chua. Con biết đây là xoài gì không? Xoài màu vàng, đúng rồi, nhưng mà đây là xoài cát chu. Cái đó chạy. Ừ, xoài màu vàng. Xoài có bị đắng không con? Toàn. À, ngọt. Ngọt nhiều hay ngọt ít con? Ngọt nhiều không con? Ngọt nhiều nha. Ăn gọn gàng với mẹ xem nào. Cắn gọn. Nào rơi kìa. Lai con. Su chả lai gì cả. Con lấy miếng này nạc này. Đưa miếng đấy mẹ. Con xin mẹ chưa? Mẹ. Mẹ lai quá. Ăn đi con. Ăn, ăn, mẹ cất tủ tí ăn sau nhé.